Xin chào các bạn. Đó, cái này là cà phê đây các bạn. Là mình xay ra nhuyễn rồi nè. Bây giờ là mình sẽ bỏ vô bịch để mình dự trữ. Khi mà chiến tranh có xảy ra, chiến tranh toàn cầu. Bây giờ thấy mọi người nghĩa là đang bị dịch, mất dịch ở Vũ Hán, thì mình phải thủ cà phê. Mình uống cà phê thay nước lã của các bạn, cho nên mình phải thủ cà phê để mình bỏ vô trong cái bịch, mình xoay nhuyễn ra mua cà phê mình rang lên, cà phê nguyên chất ấy, rang lên xong đây bỏ bơ vô nữa, bỏ bơ, bỏ muối vô, bỏ cacao vô. Mình bây giờ mình mới chia ra bỏ ra từng bịch. Bịch thì bỏ vô ba lô dễ dàng thôi, là cái hộp không bỏ ra bịch ra, bỏ tủ lạnh xong đây mình cứ bỏ ra, mình chia ra dự trữ là vậy đó. Dự trữ đồ ăn thức uống rồi cà phê mình cho vô con bịch nè đó. Bịch rồi để mình dự trữ đó. Chiến tranh ở bên đây là nó đã làm như là ở đây dịch là bị đóng cửa hết, mọi thứ là đều đóng cửa hết, thì chính phủ cho 2.000 một người đó. Nhưng mà một cái đó là những người về hưu như tụi mình là không có được đó. Nhưng mà nó tại vì cái tiền về hưu của mình nó là mỗi tháng là nó đổ vô rồi, nó đổ vô trong nhà băng mình rồi, đúng không? Nên là mình cũng không có, nên là mình không có được cái khoản tiền đó. Ở đây là 2.000 cho 4 tháng. Và những người nào bị mất việc, mà những người nào mà ví dụ như làm là không có đủ tiền, không đủ tháng, 52 tháng để được cái lãnh cái tiền thất nghiệp. Đó, những người đó là họ sẽ được. Còn thí dụ như những cái người mà như là những kêu là crowd worker nghĩa là những cái người như ở Việt Nam mình đi qua đây mà xuất khẩu lao động đó các bạn đó, thì mấy người đó không có được, nó bị lock out này, mấy người đó họ phải bắt buộc họ phải về lại Việt Nam đó. Còn nếu mà ở đây với bà con giữ lại ở đây thì là bà con phải nuôi, họ cũng không có, mà chính phủ đâu có, cái đó là làm về company nó mướn thì company mới lo, nhưng mà nó đóng cửa thì mình phải về lại Việt Nam, nó là như vậy. Nhưng mà ở đây chính phủ chỉ giúp đỡ cho những người mà dân của họ thôi, chứ mấy người đó đâu phải dân họ, không? Đó, 2.000 vẫn trong 4 tháng. Còn những người mà làm đủ 52 tuần thì là được lãnh tiền trợ cấp và thất nghiệp đó. Là như vậy các bạn, ở đây là như vậy đó. Ở đây là chuyện gì tới là nó đều có, nó cho dân, không phải như Việt Nam mà đè đầu dân ra mà ủng hộ tiền bạc, nó mệt quá. Việt Nam mà không có ngoài đó, mà tiền người ta, dân người ta đóng thuế cả bao nhiêu năm rồi đó, mà bắt người ta phải phải không đó. Cho nên ở Việt Nam thì bà già đâu có 90 tuổi còn có 200 đô là nghĩa khoảng 5 triệu ra cũng ủng hộ cho nhà nước. Làm gì vậy cho dân, nhà nước nào mà đem nỡ nào mà lãnh cái tiền đó không mất cỡ ra. Ở Việt Nam mấy thủ tướng là không mất cỡ hay sao?
lo cho dân không đủ mà lấy tiền dân nữa, trời ơi, ủng hộ cái gì mà ủng hộ. Rồi cái phần nhỏ chút xíu đi bán vé số, gom góp để dành tiền để đi học đại học, cũng đem ra ủng hộ để lấy được cái bằng xăng, cái bằng khen ủng hộ đó, mà nhà nước không có mắc cỡ đó rồi. Và sao toàn dân ủng hộ cái gì, dịch bệnh là phải nhà nước phải không ạ, vì dân, lo cho dân đó, bên như bên Canada này thấy không các bạn, không vì dân mà lo cho dân, cho nên họ phải trích cái quỹ để dành từ lâu rồi, và họ lấy thuế từ dân ra đó, như là ở bên đây là mình khai thuế, mình là thuộc về nghĩa là bị hưu rồi, mình không có được cái khoản tiền đó, nhưng mình lại có cái tiền nghĩa là đóng thuế phí môi trường á, là nó cho lại là mỗi 3 tháng vậy đó, là hai vợ chồng được 666 đô đó, là cứ 3 tháng vậy đó, đó là thuế môi trường, nghĩa là nó kêu là thuế xăng dầu đó các bạn, đó là bên trái đó vậy, có Việt Nam đóng thuế xăng dầu có được cái gì đâu, dân có được đồng nào đâu. Rồi mình khai thuế mỗi năm á, là mình tính ra này nọ, mình trừ ra, mình đi mua thuốc, mua thuốc thì cũng có nhà nước bảo trợ trong đó phải 75% rồi, nhưng mà mình phải trả 25%, ý 30% nhà nước bảo trợ mình 70%, thì 30% đó là mình có thể khai thuế lấy lại đó, không tất cả mọi thứ là mình đều có khai thuế, mình sửa nhà không về hưu đây nè, nhưng mà nhà mình hư á là nhà nước đều cho mượn tiền để sửa nhà, mình khai thuế nữa. Rồi ví dụ như tuyết đổ mình không có người để mình cào tuyết, mình già cả rồi hay gì, tận già cả rồi không, thì City nó sẽ xuống cào tuyết cho mình, cho mình cả tiền xe taxi rồi chở đi nữa, mà nghĩa là mua vé và xe buýt cũng rẻ nữa, đó, rẻ hơn mọi người ta trả đâu cả 700-800 một năm, mình trả đâu khoảng chừng có đâu có 100 đô một năm luôn, đi xe buýt thoải mái luôn, đó là như vậy. Đó, ở đây là nhà nước của nó lo cho người già trẻ em là vậy đó. Ở Việt Nam mình nó trời ơi, bà già 90 tuổi cũng để dành tiền được có 5 triệu cũng hãnh diện ra để mua cái bằng khen. Trời ơi, nhà nước nào không mắc cỡ thôi, thì quá sát con nít ra mà đóng góp, trời đóng góp gì nữa, đóng góp người ta đóng thuế rồi còn đóng góp gì nữa, phải không các bạn? Thôi thân chúc các bạn sức khỏe và trồng tự với cái mắc dịch mà corona này, mắc dịch corona của China Vũ Hán đó. Thân chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thân chào các bạn. Hello everybody. Today I make this one for your home will look very smell good. Get by the Rosemary, okay, and sea soak, for the coronara pandemic, okay. We get a little diabetes in the here. That in a plate or dish, whatever you like to put, but I like to put it up there on the cardboard box, okay? And you fold the thank you.
tốt cho sức khỏe của các bạn. Thôi, thân chào các bạn.